Rồi, hello tất cả anh em nha. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của Mỹ Mô Tô nha. Đó thì hôm nay mình tiếp tục trở lại cái tiệm của anh Phương Nam nè anh em. Ở gần ngã tư Bình Chuẩn nha anh em. Cách khoảng 500m nha. Đó, về phần địa chỉ này, chi tiết này anh em lấy tay nhấp cho tôi đề video là sẽ gặp cái địa chỉ ha. Đó, thì anh em mà có nhu cầu thì cứ đến cái địa chỉ mà mình xem xe và mình test máy luôn ha anh em. Đó, xem thì máy móc như thế nào đó mình có thể mua ha anh em. Đó thì hôm nay mình đến đây á, để mình cập nhật cái tổng cái kho xe của ảnh nè anh em. Đó, rất là nhiều dòng xe luôn anh em ơi. Mô tô mini ha, mô tô cổ rồi ở trong kia cũng còn rất là nhiều ha. Có các thứ luôn. Ở đây cũng có tay ga luôn anh em ơi. Vespa, AB, những các thứ cái dòng tay ga là đều có ở đây ha anh em. Đó, hôm nay mình sẽ trở lại đây một lần nữa, mình để mình quay, mình cập nhật giá mới cho anh em xem tham khảo ha. Ở đây mình trước tiên mình thấy là có ghim nữa nè anh em. Super ghim đời 2000 nè. Đó, hai con này thì cũng có bung máy sơ sơ nhẹ ha anh em. Giá thì cũng mềm cho anh em chơi nè, những anh em nào mà lao động nữa, mình mua mấy xe này về mình chạy cũng được ha anh em. Đó, máy móc thì còn cũng cứng ha. Giá cả thì cũng mềm. Đó, mình xem xe đi, lát mình sẽ báo giá cho anh em luôn ha. Đó, báo giá bữa nay là mình báo giá tổng cái kho xe của ảnh luôn ha, cho anh em tham khảo ha. Có những cái dòng Vespa đồ ha anh em. Đó, rất là nhiều dòng xe luôn. Thế thì đầu tiên mình xem cái vàng bên đây ha, báo giá cho anh em luôn. Đó thì để mình nổ máy cho con này cho anh em nghe ha. Honda. Con này là để cho anh em là giá là 8 triệu nha anh em. Đó, mấy cái dòng xe này thì anh em cứ yên tâm về máy móc nha. Anh em mua về là cứ đổ xăng vô là mình cứ chạy thôi ha, không cần phải sửa chữa gì hết. Đó, biển số Đồng Tháp nha anh em. Thì con này thì giá để cho anh em là 8 triệu nha. Giá là xả giá mềm cho anh em luôn. Đó, rồi. Đó, rồi kế tiếp cũng bên đây cũng Super Game luôn, là đời 2000 luôn anh em. Biển số 51 nha. Máy rất là đầm ấm luôn anh em ơi, tiếng nhỏ xíu luôn. Đời 2000. Này để anh em giá 125. Con này thì nó hơi cái giá nó hơi cao hơn con ngoài tí anh em. 12.500.000. Thì nó còn zin theo xe nó nhiều hơn con ngoài anh em. Giá nó hơi cao hơn tí ha. Máy móc là bao anh em là cứng nè hoài nha. Rồi tới trong đây còn siêu chờ nè anh em. Đó. Siêu chờ đợi nhiêu anh? Chờ đời 2012, 12, 13 gì nè anh em ơi. Cái này là FI ha. Đó, biển số đẹp quá nè anh em, 92299. Cái này chìa khóa đâu ta? Có chìa khóa nè. Có chìa khóa mình nổ máy luôn ha anh em. Thì máy móc này thì anh em cứ yên tâm ha. Ở giá nhiêu anh? Con này để anh em 16 triệu. Dạ, con này là ảnh để cho anh em là 16 triệu nha anh em. Đó anh em xem kênh mình, thích thì cho mình một like nha anh em. Và đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông để nhận video mới nhất từ kênh mình nha anh em. Đó, kênh mình sẽ luôn luôn cập nhật giá các dòng xe mô tô nè, cũ nè. Đó, đa dòng luôn anh em. Đó, anh em cứ nhấn chuông và theo dõi ha. Giá cả đồ để mình có thể lựa chọn xe nào đó mình mua thì mình có thể xem mà mình lựa chọn ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Kế tiếp là con quay quay GFX cao đời FI ha. Con này đợi nhiêu anh? Đời 2015. À, đời 2015 nè anh em. Đó, ảnh để cho anh em là 12 triệu ha. Có tặng gì không anh?
mua tặng các bạn một cái nón mô tô. Dạ, anh cũng có tặng cái nón mô tô cho anh em luôn ha. Thì cái hồ sơ đồ ở đây sao anh? Giấy tờ đồ thì, giấy tờ thì mình đang cái báo giá là cái giá với cái cửa hàng ba tranh chấp. Dạ. Tùy xe tùy cái anh em đi ở thiết ký hợp đồng giúp hồ sơ thì cái đó mình thêm phí nhá. Dạ, đó. Thì ở tiệm nào cũng vậy anh em. Anh em mua xe thì anh em muốn sang tên hoặc đổi biển số gì đó sang tên là mình phải thêm phí 1 triệu đến 2 triệu nha anh em. Đó, tiệm xe nào cũng vậy ha. Thì giá xe ở đây thì ảnh để cho anh em là tùy theo cái hiện trạng của xe, tùy theo cái đời xe và cái hiện trạng của xe nha anh em. Chứ anh em đừng có nói mà xe mắc xe giả ha. Con này thì 10 triệu 500 nha anh em. Quay 100 gì nè, quay GA, quay A ha. Thì giá này thì ảnh xả cho anh em chơi luôn ha. Xả dịp Tết rồi, chắc là 15 ấy. Giá này rất là mềm luôn. Thì về phần địa chỉ này anh em cứ nhấp tay vô tiêu đề video là sẽ gặp cái địa chỉ ha, và số điện thoại luôn. Con xanh thì để cho anh em 7,5 triệu. Dạ, con đây là 7,5 triệu. Quay giờ S Honda. Quay Kim Hàn Quốc thì để anh em 4 triệu. Đó, coi trong đây thì Kim Hàn Quốc nè anh em. Để cho anh em là 4 triệu đó ha. Biển số này anh em cứ dòm kỹ cái biển số ha. Thì anh em cứ từ từ theo dõi mình ha. Mình sẽ báo giá các dòng xe ở trong đây tổng kho này luôn ha anh em. Có rất là nhiều dòng xe luôn. Đó, mô tô nè. Đó, lát mình báo giá tất cả các dòng xe trong đây luôn. Đó. Còn bên đây cái dàn mô tô mini nè. Đây mình báo ở ngoài mình báo dài vô luôn anh em. Đó, đây nhiều lắm. Mình sẽ báo giá nhanh cho anh em ha. Đây tại vì còn xe nhiều lắm. Mình báo từng chiếc anh em. Nó lâu lắm anh em ơi. Anh em thông cảm mình ha. Thì anh em nào có nhu cầu về cái dòng xe này thì anh em cứ đến đây anh em. Thì mình sẽ báo giá chung chung cho anh em vậy ha. Và mình quay xe cho anh em xem. Cái dàn mô tô mini này là giá dao động từ bao nhiêu anh? Mô tô này giá từ 14 triệu cho đến 18 triệu. Đó, nguyên cái dàn mô tô này là giá từ 14 triệu đến 18 triệu nha anh em. Đó. Nè mô tô mini ha. Đây. Có này 12 mà khách cọc. Dạ. Đó thì mình sẽ quay tổng quan này cho anh em xem ha. Giá từ 12 triệu đến 18 triệu nha anh em. Ducati ha, nguyên dàn Ducati nha anh em. Động cơ 110. Đó. Rồi. Thì mình vô trong đây mình quay những cái con xe này nè anh em, ghi beo rồi nè. Đó, mô tô GSX nè cho anh em. Đó. Mình sẽ cập nhật giá mới lại cho anh em ha. Đó thì bên đây thì các cái dòng Vespa Taiga đó anh em, Vespa nè. Còn rất là nhiều luôn. Con này quá lớn ngầu luôn anh em ơi. Ha. Mình xem đi lát mình báo giá cho anh em luôn. Những cái dòng xe mô tô cổ ở đây còn rất là nhiều ha anh em. Anh em mà thích cái dòng xe mô tô cổ thì cứ liên hệ ha anh em. Đó này khách đang mua xe đó, ảnh bận công chuyện tí xíu ha. Mình sẽ hỏi giá ảnh sau nha anh em. Anh em cứ theo dõi mình từ từ ha. Nguyên cái dàn này mô tô rất là nhiều ha anh em. Rất đẹp. Cho em hỏi nguyên cái dàn mà dàn trong này anh, dàn trong này là giá dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu anh? Giá dao động là từ 20 đến 50 năm. Dạ. Thì báo chính xác từng chiếc một cho khách dễ lựa. Dạ. Thì đây mình sẽ báo từng chiếc cho anh em dễ lựa luôn để con đầu tiên này là con GBS nè, con này giá bao nhiêu anh? Con này để anh em giá 30 triệu. À, giá là 30 triệu nha anh em. Đó, biển số ha.
máy móc là ok đàng hoàng luôn. Thấy em nhé, mới lấy về chưa rửa, chưa rửa lên mới tinh anh em. Rồi 30 triệu có cái bên luôn anh, con bên đây nè. Trên này để anh em giá 24 triệu. Đây là Ford City đời 2017. Đó, là 2017 anh em, giá là 24 triệu. Nó yên nó thấy hơi cao hơn con ngoài một tí anh em. Đúng rồi. Cao hơn. Đó, cái biển số ha, anh em cứ xem cái biển số kỹ nha. Con này là còn có mấy ngày nữa là sang 2018 luôn. 24 triệu ha. Rồi, con giờ SX. Rồi, SX này đời 2019. Mới chạy được 1.000 cây, cái này để anh em giá 55 triệu. Chiếc cào cào này thì bán xả cho anh em nhé, để anh em giá 28 triệu xếp được rồi. Đó, xả cho anh em là 28 triệu nha anh em. Để cho anh em leo núi. Con này là leo núi là cứ khừ luôn anh em, tại vì cái bẩn từ bẩn nó đi xuống dưới cái mặt đất nó rất là xa anh em, cao lắm. Đó rồi. Rồi chiếc KBR, con này tem 3D phiên bản đặc biệt. Con này có két nước đời mới. Xe này để anh em giá 33 triệu. Tem 3D nhé các bạn. 33 triệu nha anh em. Xe này dòm cái dáng rất là đẹp anh em. Đó ha. Đó, dàn áo thì còn mới bóng nha anh em. Rồi, kế tiếp còn luôn. Thì veo 3 đĩa này để anh em giá 20. Giá 20 triệu nha anh em, xả cho anh em luôn. Nói chung giá này thì anh em đến ở xa thì mình có bất lộc cho anh em nhé. Bất đó. Lộc có tặng quà cho anh em. Thì đó anh em cũng nghe ảnh nói ha. Anh em đến đây mua thì ảnh cũng có bất lộc cho anh em chút đỉnh ha. Và có tặng cho anh em quà ha. Rồi chiếc này thì để anh em giá 32 triệu. KBR. KBR này giá là 32 triệu nha anh em. Thì về phần máy móc thì anh em cứ yên tâm ha. Anh em cứ đến đây bao tin cho anh em luôn. Cứ đến đây mình xem xe đi rồi mình test máy thoải mái luôn nha anh em. Đó rồi xong. Ở đây thì bên đây cũng còn rất là nhiều dòng nè anh em. Thì mới về đó ảnh cũng để lộn xộn cửa sắp lại từng cái dòng nào cho nó đều á. Thì đây mình sẽ báo nguyên một lọt luôn ha. Con Suzuki ở trong đó là giá nhiêu anh? Thì tôi tới đại anh em giá 12 triệu nhá. Dạ, giá 12 nha. Con S35 này. Em đại anh em giá 17.5. Dạ, 17.500. Rồi, kế bên đây luôn anh. Con click này bán xả cho anh em 10 triệu. 10 triệu. Lô 4 đại anh em 8 triệu. Con lô này là lô 4 nha anh em. Giá là 8 triệu nha. Đó. Để mình đi ra sao mình quay cái biển số anh em luôn xem luôn ha. Cho nó dễ. Sigurd nè anh em, 59 ha. Rồi. Hạt 35. Đó, clip 67 ha. Nô 66. Rồi. Cái AB này để AB. Em đã bán xả anh em 14 năm. Con này là 14.500.000 nha anh em. AB. Đợi nhiêu anh? Đợi 22. Đợi 22 ha. Rồi tới dòng ô tô anh em ơi. Xe này để anh em giá 31 triệu KBR nhé. Đó. Rồi. Nhà có 3 chiếc KBR luôn. Rồi, kế tiếp. Chiếc Tivel này để anh em giá 19 năm. Để anh em về sẽ đi quần Tết. Tại vì mình báo giá tổng cái kho này mình quay không có test máy anh em á, tại thời gian nó lâu quá anh em, tại vì mình mất báo giá nguyên cái tiệm của ảnh luôn cho nên rất là dài ha, anh em cứ theo dõi mình từ từ nha, báo giá. Rồi kế tiếp con là đi phân 150 này để anh em giá 20 nhé. Dạ con này là 20 triệu nha anh em. Đó đi phân đẹp mà mẫu 2 bô luôn. 2 bô luôn. Hai bô
giá 20 triệu. Alo. Ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Con này bán xả cho anh em 29. Ngã tư. Cái này 31 triệu 500 là bán xả cho anh em là 29 triệu nha anh em. Này ép giấc nhập nhá. Dạ. Bán xả cho anh em trước là 31 giờ xuống 29 bán xả cho anh em luôn. Đó. Tết này thì anh cũng bán xả tổng kho này, xả cho anh em chơi Tết nha. Đó, con kế tiếp là con này để anh em giá 10 bán xả cho 15 triệu đi. Đó, 15 triệu nha anh em. Ha. Đó, còn rất là thấy còn rất là bóng nè. 15 triệu. Con này kêu bằng con gì cho anh? Cái gì hiểu nè. Hiểu nè. Hầu Rong Sen. Rong Sen đó, Hàn Quốc. Khó đọc, khó đọc quá mình không có đọc được đó nè. Anh em thông cảm mình ha. Đó, cái hiệu có để ở trên đó đó anh em. Anh em nào chơi những cái dòng xe này thì cũng biết ha. Đó, có lên cái độ lên cái bô rồi anh em, rất là đẹp luôn. Hai đĩa luôn. Hai đĩa luôn anh em. Để trước đi sau. 16 ấy bớt cho anh em 1 triệu 100. Rồi. Trước này để anh em 20. Con này là 20 triệu nha anh em, biển số 95. Ồ, nổ quá lớn anh em ơi. Đó, anh em nào thích về cái dòng xe này thì cứ đến đây ha, giá cũng rẻ anh em, 20 triệu à. Rồi con này để anh em 11. Con ngoài này thì 11 triệu ha anh em. Giá xả cho anh em chơi luôn. Diesel 110cc, 2 bô luôn nhá. Phiên bản 2 bô luôn. 2 bô. Ha, 2 bô hai bên nha anh em. Rồi, thì cho em hỏi về xíu về dòng Vespa này, nãy em đi qua hút nhiều quá nè. Vespa này là giá dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu anh? Thì mình báo Vespa giá nhanh luôn. Thì giá tầm 14 cho đến 41 triệu. Dạ. Đó, giá thì tầm 14 triệu đến 31 triệu nha anh em. 41, mình nhầm anh em ơi. Từ 14 triệu đến 41 triệu nha anh em. Tùy theo cái dòng xe, tùy theo cái bản phiên bản xe anh em. Bản mới là bản bản cũ á. Đó. Tùy theo cái dòng xe nha. Đây thì mình vô đây mình xem những cái dòng tay ga còn trong đây nè anh em. Trong kia còn cung tay Acelo rồi cũng còn ha. Thì ở đây mình xem vài chổng luôn. Chiếc AT này người ta đặt cọc rồi. AT đặt cọc cho qua ha. Chiếc Vespa FI giá 17 triệu. À, con này là Vespa này 17 triệu nè anh em. Sẵn đây thì mình báo giá lướt qua luôn ha. Thì nãy mình cũng có báo rồi đó. Giá thì Vespa thì tầm 14 triệu đến 41 triệu nha anh em. Vespa. Còn những cái dòng này thì mình sẽ báo giá từng con cho anh em tham khảo. Con chiếc này để anh em chiếc ly đời mới, mẫu mới để anh em giá 23 triệu. Dạ, 23 triệu nha anh em. Có gắn cản bảo vệ đầy đủ, xe đẹp. Rồi, chiếc chiếc này đợt trước mình mua vào 4.8 triệu, giờ bán lại cho anh em 3 triệu. À, bán lỗ luôn anh? Lỗ. Xả lỗ. Để bán... lâu quá thì để gọi là không muốn nhìn thấy em thì mình bán xả lỗ luôn. Bán lỗ cho anh em là 3 triệu nha anh em. Đó, ảnh thiệt tình nha anh em. Trước là ảnh mua là 4.5 triệu đó, giờ 4.8 triệu luôn. Giờ bán lại cho anh em là có 3 triệu thôi nha. Đó. Thì cửa hàng của ảnh anh em cứ yên tâm ha. Thì chất lượng là hàng đầu nha anh em, uy tín. Rồi chiếc Luvias này bữa trước là báo các bạn là 21 triệu, giờ bớt bán xả cho bạn luôn, để cho bạn 20. Dạ, chiếc này là 20 triệu nha anh em. Bán xả cho anh em luôn. Dàn áo còn rất là mới luôn anh em ơi, bóng luôn. Rồi, báo giá nhanh cho anh em luôn. AB FI 2010, xe đẹp để anh em giá 23 triệu. Dạ. 23 triệu nha anh em. Đó. Dòng này là siêu hiếm luôn nhé. Đẹp rồi. Rồi lô 4 để anh em 10 triệu, đời 21 xe cọp. Đó, biển số anh em xem kỹ ha.
Rồi chiếc S 20 này mẫu 2010 nhưng mà đời cao đời 2017 á. Này 50 phân khối dành cho học sinh sinh viên không được bằng lái đi được nhá. Hai đĩa luôn, xe này để anh em giá 10 triệu. Rồi xe này động cơ 50 nha anh em. Đó, anh để cho anh em là giá là 10 triệu nha. Thì cái mẫu nó y gan như S 2010 luôn anh em. Rất là đẹp. Rồi chiếc Jupiter này bán xả cho anh em 7 triệu luôn. 7 triệu. Đó. Xe Nhật nha các bạn. Chiếc Jupiter này là có 7 triệu nha anh em. Rất là rẻ luôn nè. Xe máy móc còn riêng anh em. Đó. Ở đây nó hơi chật quá, không có quay kỹ được á. Anh em nào có nhu cầu thì cứ đến đây mình xem xe ha. Kỹ hơn. Rồi chiếc F 50 phân khối. Mẫu 135 để anh em 10 triệu luôn. F này động cơ 50. Giá 10 triệu nha anh em. Đó. Rồi. Rồi F này để anh em giá 19 triệu. Con này là 19 triệu nha. Đó. Còn trong thì 17.5 luôn. Trong đây 17 triệu 500 luôn ha anh em. Đó, anh em ra xem biển số ha. Xe này thì nó cũng có hơi dính bụi anh em. Anh em về mình có mua mình về mình rửa ra là nó bóng hết luôn ha anh em. Đó. Thì giá đó thì anh em tầm nào ít tiền á thì mình cứ đến đây mình mua ha. Có xe mình chạy. Rồi chiếc Jupiter để anh em 9 triệu nha. Jupiter. Cái này 9 triệu nha anh em. Xe đẹp sạch sẽ. Rồi chiếc Wazer SX FE đời 2015 bánh mâm thăng đĩa. Xe này để anh em giá 12 năm. 12 triệu 500. Rồi. Acelo. Acelo để anh em 11 triệu. Rồi. Suzuki để anh em 10 triệu nhé. Suzuki 10 triệu. Thì mình báo giá tổng tổng nhanh nhanh để cho anh em xem tham khảo cho nó nhanh chút á. Có gì anh em thông cảm mình nha, không có quay kỹ gì mấy á. Anh em thông cảm mình ha. Thì anh em có nhu cầu thì cứ đến cái địa chỉ á, mình xem xe và mình test máy luôn anh em. Thì nó kỹ hơn. Bạn nào mà muốn xem kỹ chiếc xe nào đó thì kết bạn Zalo của mình nhá. Gửi cái hình đó thì mình gửi hình chi tiết xe đó cho coi. Rồi. Đó. Chiếc LVX này khóa bếp ga để anh em giá 30 triệu. Đó, con này là 30 triệu nha anh em. Dạ thì ít. Xe có gắn inox đồ kiểu đầy đủ hết. Đó, xe thì inox đồ chủ anh ta bao đầy đủ hết nha anh em. Còn đó là mới luôn. 30 triệu. Đó, rồi. Đó, gắn mấy inox rồi. Đầy đủ hết luôn. Rồi chiếc Jupiter FI đời cao. Để anh em giá 14 triệu. 14 triệu nha anh em. Jupiter nè. Xe cái dàn áo còn rất là mới ha anh em. Đó. Mới luôn. Còn con Future đây nữa. Future để anh em giá 16 năm nhé. FI bánh mâm. Winner để anh em 28. Winner này 28 triệu nha anh em. Nói em nói nó hơi chật quá, mình đi quay hơi khó anh em. Quay không có rõ được máy gì máy á. Anh em xem thông cảm mình nha. Đó, Winner này là 28 triệu nha anh em. Đó, rồi. Qua đây những cái dòng tay ga nè, còn ở đây rất nhiều nè. Nó báo giá nhanh luôn cho anh em luôn. Đó. Tha hồ anh em lựa chọn ha. Trong kia còn AB luôn. Cho em hỏi chung hết luôn đi. Giá tất cả các dòng ở trong đây là tầm từ dao động từ mấy triệu đến mấy triệu anh? Nói chung là giá mấy triệu cũng có. Quay báo từ từ đi. Báo từng chiếc đi cho anh em dễ coi. À từ ảnh có ảnh sẽ báo từng chiếc cho anh em luôn. Chứ báo đổ xô vậy anh em cũng khó mua khó lựa lắm. Rồi. Đó. Thì anh em cũng nghe anh chủ ha. Đó, thì ảnh bán buôn bán ở đây cũng rất uy tín ha anh em. Em cứ yên tâm về phần máy móc nha.
Cho em hỏi con đầu tiên này là giá chiếc bao nhiêu anh? Chiếc xi lăng này anh em lấy để anh em giá 15 triệu. Đó. Xe áo, dàn áo còn mới tinh luôn ha. Bóng hới luôn anh em. Rồi, kế bên con này luôn anh. Con này để anh em giá 17 triệu. Chiếc FI Liberty 17 triệu ha. Rồi. Rồi chiếc Mio này để anh em giá 6 triệu nhé. Đó, 6 triệu nha anh em. Đó, còn chiếc Kimco này đời mới để anh em giá 7 triệu rưỡi này. Xe đẹp máy êm nhé. Con chiếc con AB này thì khách đặt cọc rồi nhé anh em. Khách đặt cọc. Con LVX này. LVX 155. Để anh em giá 31 triệu. Rồi. Này 31 triệu nha anh em. Đó. Ở chiếc đi lăng trong thì để anh em 14 triệu. Đi lăng này 14 triệu nha anh em. Đó. Rồi, một cặp basic thì một chiếc 275, chiếc màu đen 275, chiếc màu vàng 285. Đó. Xe đẹp nhá. Đó thì anh em nghe ảnh cũng báo giá cho anh em luôn nha. Đó, hai con. Để trong kia có AT. Ở trong kia cũng còn AT nữa kìa anh em. Bây giờ mình vô mình báo giá cho anh em tham khảo luôn ha. Báo giá hết cho anh em tham khảo luôn, từng con luôn ha anh em. Đây đầu tiên là lô 6, 6 xe đẹp nhá, xe này keng lắm. Để anh em 19 triệu. Đó. Anh em nào mà muốn coi kỹ thì có để kết bạn Zalo với mình. Thì kêu gửi hình chiếc xe nào đó thì mình sẽ chụp chi tiết gửi từng chiếc cho các bạn coi tham khảo nhá. Ở chiếc đi lăng cọp, con này quá cọp luôn, để anh em giá 18 triệu. Dàn áo còn rất là mới bóng ha. Lugat FI này, để anh em giá 12 triệu. Rồi chiếc SH Hàn Quốc để bạn 10 triệu nhé. 10 triệu. Bán lỗ luôn, đỗ mù 10 triệu giờ bán xả lỗ luôn. Chiếc AB, AB tem 3D này để các bạn giá 265 nhé. Giá này thì anh em đến mình có bớt cho lọc lá tặng quà cho anh em nữa. Ở chiếc AB đời mới này để các bạn giá 30 triệu nhé. Xe đẹp trang xà beng luôn. Xe thì nói chung thì hai chiếc AB này còn rất là mới anh em ơi. Dàn áo mình thấy rất mới ha. Rồi chiếc AT FI để các bạn 10 triệu. Các bạn lưu là đi mấy xe này ok này. Đó. Thì nãy giờ mình cũng có báo giá từng chiếc ở trong cửa hàng của ảnh đó. Anh em nào thích cái dòng xe nào thì cứ lướt lại mình xem cho kỹ ha. Đấy, chiếc Vision này thì để các bạn giá 21 triệu một mới nhá. Chiếc Vision màu đen trong kia là màu đen bóng ha. Giá nhiêu anh? 21 triệu. Rồi chiếc Hayate để anh em giá 4 triệu rưỡi. Hayate này là 4 triệu rưỡi. Đó. Rồi ok. Anh em cũng thấy ha. Đó, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ mình xem cho kỹ chiếc nào đó, mình lướt trở lại mình xem á anh em. Đó, có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ hoặc đến cái cửa hàng của ảnh mình xem trực tiếp luôn cho nó dễ. Đó. Đây chiếc Vespa này để anh em giá 22 triệu màu cam đèn vuông này. Đó, Vespa nè, 22 triệu nè. Mà đèn vuông ha anh em. Đó, xe rất là đẹp luôn, có 22 triệu à. Rồi Liberty thắng ABS này. Chiếc này để anh em giá 30 triệu. 30 triệu nha anh em. Còn mấy chiếc trong này thì chiếc màu xanh này thì để các bạn giá 22 triệu luôn. Cái này là 3VE nhé. Yeah. Có biển số nha anh em. 93. Còn chiếc này xe đẹp thì để các bạn giá 19 năm. Rồi bạn nào ở Hoa Thanh Quế, quê Thanh Hóa thì mua chiếc này đẹp này, biển quá đẹp luôn. 3 VE để các bạn 19 triệu. Ở chiếc trong này thì 17 triệu nhé các bạn. Đó, giá nó cũng rẻ cho anh em đi Tết. Đây 19 triệu, đây 17 triệu nha anh em. Đó, biển số nè, 17 triệu.
Thì các cái dòng Vespa thì nãy mình có nói rồi đó, tầm giá là các bạn nào có nhu cầu Vespa tầm giá là 14 đến 41 triệu nha anh em. Đó thì mấy cái clip trước mình có làm cái dòng Vespa đó, anh em nào chưa xem thì nhấp vô cái kênh mình ha, sẽ thấy. Rồi thì video mình chỉ làm tới đây thôi anh em. Anh em nào thích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh ha. Và nhớ đừng quên nhấn chuông ha anh em, để nhận được video mới nhất ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo nha.